Hello cả nhà nhé, tiếp tục lại lên sóng cho em dòng quạt cây đến thương hiệu Mitsubishi. Dòng quạt cây này là sải cánh size 30 và chiều cao là 1m2 anh em nhé. Đây là dòng Mit. Thì cái form chung của cái dòng Mit thì là dạng kiểu chân đế, dạng hình chữ nhật này các bạn nhé. Đấy, hệ thống số và hệ thống tung lăng này, đấy, thân này, tất cả đều nhựa hết. Và tổng chiều cao từ phần chân đế đến phần đỉnh đây là 1m2 các bạn nhé. Thì cái dòng Mit nó thiết kế cái phần cổ trên này, đấy, cái nào cũng bị ngả màu nhá anh em nhé. Đấy, đây ví dụ đây hai con nữa đây mình quay cho anh em, để con mình đóng thì gửi đi đây anh em nhìn này. Đấy, nó đều ngả màu nhá, ngả màu nhá anh em nhé. Đấy, nên là đặc thù cái dòng Mit như vậy các bạn nhé. Nên là anh em nào cảm giác hợp lý với cái phần khách quan thì anh em cứ báo mình, bởi vì là cái này thì mình không muốn sơn lại đơn giản, sơn bắt đầu một trắng tinh ngay, vì là cái nhựa này sơn nó dễ thôi, thì mình để nguyên thế, tông màu anh em về thích thì thoát thêm tùy. Dòng này thì vẫn là dòng size cánh 30 rồi, cái nhựa thôi. Con này thì mặt lồng trước và lồng sau đều là mạ nickel. Đấy, mình quay cho bạn cái form riêng dòng Mit. Cây thì hiện tại mình đã hết, chỉ còn một con quay là cây này thôi. Còn hai anh kia thì mình cũng không kịp lên video, đã bán cho anh em rồi. Anh em chốt đơn từ sớm các bạn nhé. Tất cả đổi nguồn 220V rồi, anh em yên tâm sử dụng thôi. Dòng này thì rất là êm. Dòng Mit này thì rất nhiều anh em là có bác trừ một đôi chỉ thích Mit thôi, vì bác ấy dùng bác nghiện rồi, bác chỉ đi Mit thôi. Đây tung năng anh em nhé, dần lên dần xuống. Đấy. Cái chỗ này anh em chốt lên chốt xuống. Đấy. Nói chung là nó hình thức khoảng đập tầm 85% anh em nhé. Còn logo rất là sáng đẹp đẹp. Dòng này bên mình đã đổi nguồn 220V và giá tại thời điểm này anh em nhé, 2.600.000 dòng Mit mét 2 này. Đấy. Còn dòng Mit khác thì nó còn rẻ hơn một chút, nó chỉ tầm 2.3, 2.4 thôi, dòng 2.6 tại thời điểm này anh em nhé. Thì giá cả thay đổi tùy thời điểm, báo luôn cho anh em. Về liên đại thì cái dòng Mit này nó toàn sinh năm 1975 đến sinh năm 80 anh em nhé, đết tầm đấy. Rồi, ok, anh em cần sản phẩm alo cho mình qua số điện thoại là 0979665264. Thì ngoài dòng Mit thì ra thì là sản phẩm lên thêm một số cái dòng quạt cây như là Hi này, La này, đấy, Toshiba này anh em nhé, để cho anh em nào có nhu cầu để alo cho mình 0979665264.